Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Nhưng cũng có những người tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng tư âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà hay cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về những gia chủ của tuổi Mậu Thân, vận trình sẽ như thế nào trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Mậu Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị ở xung quanh mình. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Tiền vận có phần vất vả, bản mệnh nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, gan dạ bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp và gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao được những thành tích như mong muốn. Bước sang tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Mậu Thân nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Quý âm thủy gặp thân dương kim nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mậu Thân, trong thời gian này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng đối với những người xung quanh. Để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm
hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Bính Thân trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tử vi cho thấy rằng trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Mậu Thân sẽ cần cẩn trọng con đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần chú trọng và để ý hơn đến các mối quan hệ xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, bản mệnh cũng có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Bản mệnh còn gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Mậu Thân không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó lại bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để không bị tiểu nhân ám hại, những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tuổi Mậu Thân tháng 4 âm lịch có nói rằng, đây là tháng bất lợi về tài chính đối với nhiều bản mệnh. Dù cơ hội kiếm tiền, nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng bản mệnh vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm và khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Tuy nhiên trong thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Ngoài ra, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đặc biệt, bản mệnh cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài có liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Đối với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Mâu thuẫn của quý gia chủ và người bạn đời sẽ được hóa giải trong tháng này. Tuy nhiên trong gia đình sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Ngoài ra, đối với nam mệnh Mậu Thân, nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa, khi có nhiều người khác giới biết đến và có thể bắt đầu các mối quan hệ. Còn đối với nữ mệnh thì cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí,
Thìn. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng tư âm lịch, người tuổi Mậu Thân tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn và không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở tuổi Mậu Thân cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Bản mệnh sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bản mệnh không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên dễ gặp chuyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thân cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Mậu Thân có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là chuyển lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng tư âm lịch sẽ cần tránh các ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp sát, bính dần. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 4, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, nạp sát, mậu dần. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm để có thể thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, tức ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ tỵ, nạp âm, đại lâm mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 4, tức ngày 2 tháng 6 dương lịch, nạp sát, tân tỵ, nạp âm, bạch lạc kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.